quay cho anh trai nha. Anh trai hỏi mua dàn áo mà kêu là chưa bể thì chắc chắn là dàn áo xe này là đã phải có xích mẹ sơ sơ rồi. Còn riêng dàn nhựa là đẹp nha, còn bát là phải có xích mẹ nha. Bát nó không có xích mẹ đâu, không phải là xe cũ nha nè. Đây, bát còn nguyên nè. Đây, bát này có một bên nó hàn sẵn luôn này. Nó hàn này, có bên này thì còn nguyên này. Bên này hàn luôn rồi nha, cứng ngắc nha. Đó, xe này cứ rất là cứng, dàn áo rất cứng nha. Đây, đuôi đẹp nè, không có vấn đề nha. Đó, nè. Ok ha. Đây, ốc ác nè, nguyên bản hết, không có chỗ nào bị bể hết nha. Đó, đấy, quay rất kỹ luôn. Dàn áo là đẹp vậy mà không lấy thì thôi. Đó, kỹ thì cũng chỉ tới mức này thôi, chứ còn xe này thì nó mới, không phải nghĩ rồi. Đây, nước cho còn này, mới này, thấy chưa? Đó, cực kỳ mới nha. Xe này không có gì để chê được rồi. Rất là đẹp. Ok ha. Đó, đầu đèn nguyên bản nha. Khít lịt nè. Khít nè. Đó. Bên kia nữa nè. Đây, đẹp keng nha. Đó. Nè, mấy cánh này không có bể hết nha. Nguyên hết nè. Đây, lườn này.